Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trình đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ngành địa phương đơn vị liên quan. Theo đơn trình bày, hộ bà Bùi Thị Phương Lan trú tại số 308 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì gia đình bà thuộc diện dài tỏa đi hẳn với diện tích đất hơn 460 m2. Theo đó, gia đình bà được thành phố bố trí 3 lô đường Hoàng Thị Loan và một lô đường 7m5, khu số 6, trung tâm đô thị mới Tây Bắc, giai đoạn 2, Tuy nhiên, gia đình bà Lan kiến nghị đổi lô 7m5 lên đường 10m5. Với trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh khẳng định giải quyết như vậy là đã quá hợp tình hợp lý nên không chấp thuận yêu cầu kiến nghị của gia đình bà. Trường hợp ông Nguyễn Văn Khương, chú phường Thọ Quang quận Sương Trà, kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết liên quan việc xác định giá đất cụ thể đối với lô đất 37B3.4 đường 7,5m khu tái định cư suối Đá. Xác thấy việc chậm nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính của ông Khương có nhiều yếu tố khách quan nên sau khi xem xét hồ sơ và tham mưu của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình giao Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã soát lại toàn bộ hồ sơ, kiểm điểm trách nhiệm, sớm có báo cáo trình lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết trên tinh thần đảm bảo tối đa quyền lợi cho công dân. Đối với hộ ông Phan Đức Kiệm, tạm trú tại phường Chính gián quận Thanh Khê, thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông tham gia cách mạng Gia đình đang ở nhà thuê và đang thờ cúng mai liệt sĩ và một liệt sĩ. Gia đình ông có nguyện vọng được thuê căn hộ chung cư để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Theo Chủ tịch Lê Trung Trinh, hiện nay quỹ chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố còn rất ít. Xong xét thấy hoàn cảnh ông Kiệm khó khăn nên Chủ tịch giao sự xây dựng tìm vị trí phù hợp để bố trí cho gia đình ông Kiệm thuê căn hộ chung cư để giải quyết chỗ ở. Tương tự, chủ tịch lê trung trình cũng chỉ đạo sở xây dựng và ủy ban nhân dân quận sơn trà đà soát sơ bố trí cho bà trần thị anh thuyết tạm trú tại phường thọ quang quận sơn trà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thuê căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống